Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Âm nhạc mang tới những khả năng bất tận và cây đàn Yamaha BSR SX900 luôn là bạn đồng hành để sát cánh cùng bạn trong những cuộc phiêu lưu sáng tạo. Ngày thứ bảy cuối tuần chơi chống sánh được chú khách từ Quận Nam ghé tham quan và mua đàn. Để anh em không phải chờ lâu, SX900 đã ở đây rồi. Nào đến lúc chú test đàn thôi. Bên Minh Phụng Music vừa mới nhập số lượng lớn kèm phím dành cho các bé học sinh trong năm học mới, với nhiều loại và màu sắc đến từ thương hiệu nổi tiếng Suzuki. Với Suzuki, các bậc phụ huynh sẽ có được cây kèm phím hiện đại nhưng giá vô cùng phải chăng. Mọi người hãy ghé cửa hàng của tụi mình và mua sắm cho bé nhé. Trở lại với cây organ chuyên nghiệp này nào, thì bên trong thùng sẽ gồm có cây đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn ưu đãi đặc biệt. Sẽ được cài thêm bộ sampler với giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 1 triệu đồng. Cùng mình điểm qua những điểm nổi bật trên mẫu SX900 này được bán tại Minh Phụng Music nhé. Với SX900, cây đàn có sức hấp dẫn không chỉ bởi thiết kế đẹp, góc cạnh tạo nét khỏe khoắn, chất lượng âm thanh hoàn hảo, mà còn bởi đa dạng các tính năng thỏa mãn đam mê biểu diễn và sáng tác cho nghệ sĩ. Đàn có màn hình rộng vừa phải, thể hiện khuôn nhạc và nội dung thao tác trên đàn, giúp người chơi sử dụng dễ dàng hơn. Hệ thống phím đàn với 61 phím được thiết kế nhẹ, dễ chơi, được trang bị cảm ứng lực nhấn, màn hình màu cảm ứng 7 inch và các nút điều khiển dễ dàng sử dụng. Âm thanh lan tỏa chân thật, sống động, đa dạng với 1337 voi, chất lượng cao và 56 bộ trống. Còn có 205 style nhạc đệm thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Dung lượng bộ nhớ sampler được mở rộng lên đến 1GB. SX900 sở hữu những chức năng ấn tượng như record, chức năng tạo vòng hợp âm và chức năng hòa âm. Bên cạnh sự đa dạng về chức năng, đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Với những tính năng nổi trội như vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không ghé Minh Phụng Music để tận tay trải nghiệm và được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt với SX900 như bảo hành 24 tháng chính hãng bởi Yamaha, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi mua đàn của chú tại showroom của chúng mình đã hoàn tất rồi. Mong rằng chú sẽ có những giờ phút thư giãn và những buổi biểu diễn tuyệt vời nhất với cây đàn này. Nào, cùng mang đàn ra xe để bạn nhân viên bên mình đưa chú về tận nhà với siêu phẩm vô cùng chất SX900. Rất vui vì mọi người đã xem video kỳ này. Nếu có câu hỏi nào về mẫu đàn này, đừng ngại comment nhé. Hãy like, share, subscribe cho tụi mình để có thêm nhiều động lực đem đến các bạn những video hay hơn nữa. Nếu cần thêm thông tin nào, bạn cũng có thể liên hệ qua hotline 0919 768606. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.